Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em chọn những dòng thuộc tính trên những mảnh tuyệt học cho nhân vật của mình. Nói chung là cái video này mình sẽ tổng hợp những cái câu hỏi mà anh em thường hay hỏi mình nhất liên quan đến cái tuyệt học này nha anh em ơi. Trong đó có cái phần đó là chọn những cái dòng thuộc tính cho cái tuyệt học, đó là cái câu hỏi mà anh em hỏi mình nhiều nhất. Trước hết có lẽ là mình sẽ quay lại vấn đề cơ bản, mình sẽ hướng dẫn cho một số anh em chơi cái server mới. Anh em không biết là khi nào đột phá tuyệt học và đột phá tuyệt học trên cái quyển nào. Cái này thì mình có nói cho anh em nhiều trong những cái video lần trước rồi. Ví dụ như anh em lên cấp đó là cấp 10X thì chúng ta sẽ bắt đầu đột phá tuyệt học. Và cái quyển tuyệt học mà anh em đột phá đầu tiên nó sẽ nằm ở vị trí của cái chiêu thức này nè. Cái chiêu mà nằm kế bên cái chiêu đánh thường á. Tùy theo môn phái của anh em thôi, ví dụ như cái bang thì nó là cái chiêu hàng long hữu hối. Hoặc là anh em đào hoa thì ở đây đó là cái chiêu hình như là cửu diệm liên châu anh em ạ. Đó, cái chiêu nằm ở vị trí này nè, cái vị trí con trỏ chuột của mình đây. Thì tùy theo môn phái của anh em mở cái bảng kỹ năng lên. Và chúng ta coi ngay cái quyển bí kíp này, anh em cần phải tăng lên tính cấp 200 thì chúng ta sẽ đột phá được cái khu vực tuyệt học đầu tiên nha. Và tương tự như vậy, khi anh em lên đến cấp 11X thì chúng ta sẽ đột phá tiếp tục đến cái quyển bí kíp ở cái chiêu kế tiếp của cái chiêu này. Ví dụ như đây là chiêu khốn long công thì chúng ta sẽ đột phá được khu vực tuyệt học thứ ba. Và tương tự như vậy đến cái chiêu túy điệp và đến cái chiêu long chiến vũ giả. Anh em nhớ nha, vị trí của cái chiêu thức tương ứng với cái môn phái mình nha anh em ơi. Ở đây mình lấy cái môn phái cái bang ra làm ví dụ cho anh em nha. Nói chung là cơ bản như vậy anh em cũng có thể hình dung được không. Chúng ta chỉ cần nâng quỹ bí kíp đó lên đến cấp 200 là được. Rồi, đó là vấn đề rất là cơ bản rồi. Bây giờ mình sẽ trở lại cái vấn đề đó là anh em cần chú ý cho mình với cái tuyệt học này, chúng ta sẽ có hai bộ rất là quan trọng và hai bộ này bắt buộc bằng mọi giá anh em phải kiếm được cho mình 7 mảnh nha anh em. Cái bộ đầu tiên đó chính là cái bộ đây là cái bộ đạp tuyết tầm mai. Tại sao mình bắt buộc anh em phải lấy được bộ này 7 mảnh? Bởi vì cái bộ này khi mà anh em lên được 7 mảnh như vậy, chúng ta sẽ kích hoạt được thuộc tính đó là sát thương bạo kích lên đến 10%. Mà cái chỉ số sát thương bạo kích này là cái chỉ số đam rất mạnh của tất cả các môn phái. Và chỉ số phải gọi là chỉ số rất là quan trọng. Do đó bắt buộc mình phải đưa chỉ số này lên đến 10% và được 7 mảnh nha. Và một cái mảnh, một cái bộ tiếp theo đó chính là cái bộ, đây đó là bộ kinh đào phách ngạn. Bộ này khi mà anh em lên được 7 mảnh, chúng ta sẽ tăng được tấn công cơ bản lên tới 13%. Một cái bộ giúp anh em tăng tấn công thì bắt buộc là anh em cũng phải kiếm được cái bộ này lên đến 7 mảnh tuyệt học nha anh em ơi. Đó là hai bộ anh em bắt buộc phải chơi 7 mảnh. Và mình có một cái bộ bắt buộc anh em phải chơi ít nhất là 5 mảnh. Đó chính là cái bộ ác phong bộ ảnh. Nó sẽ đối lập lại với cái bộ kinh đào đạp tuyết tầm mai. Thì cái bộ ác phong bộ ảnh này nó sẽ giúp anh em khi chúng ta lên được 5 mảnh á, sẽ được cái thuộc tính đó là miễn sát thương bạo kích lên đến 10%. Và cái thuộc tính này rất quan trọng, giúp nhân vật anh em phòng thủ cực kỳ tốt luôn anh em ạ. Rồi, đó là ba cái bộ quan trọng nhất của tuyệt học. Còn những bộ còn lại thì anh em có thể chơi như thế này cũng được. Ví dụ như cái bộ vân vụ liễm này, anh em có thể lấy 7 mảnh cũng được, 5 mảnh cũng được, thậm chí là 2 mảnh cũng được. Nhưng mà tối thiểu chúng ta phải lấy được 2 mảnh bộ này. Còn anh em nào có điều kiện hơn thì chúng ta lên tới 7 mảnh cũng được không sao. Và trong đó chúng ta sẽ có thêm một cái bộ, đó là cái bộ phi hồng ấn tuyết. Đây là cái bộ giúp anh em, nói chung là bỏ qua tiền đồng kích cơ bản. Bộ này anh em mà có thể chơi được 7 mảnh sẽ ngon hơn. Nói chung cái bộ này anh em lên được 7 mảnh hoặc là 5 mảnh thì nó sẽ ok hơn nha. Mình có thể thay thế bộ này cũng được. Nhưng mà trong đó mình muốn nhấn mạnh cho anh em ba bộ quan trọng. Đó chính là cái bộ đạp tuyết tầm mai, bộ kinh đào phách ngạn là cái bộ này. Và cuối cùng đó chính là cái bộ ác phong bộ ảnh. Đây là bộ ba bộ rất là quan trọng anh em ạ. Rồi, đó là nói về những cái bộ trên tuyệt học rồi. Bây giờ mình sẽ nói về quyển tuyệt học một chút nha. Nhiều anh em vẫn hỏi mình là quyển tuyệt học nên ưu tiên những dòng gì. Thì đối với quyển tuyệt học là một cái loại trang bị, nó sẽ cung cấp cho anh em những chỉ số cơ bản chỉ có trên quyển tuyệt học mới có thôi. Thì những quyển tuyệt học anh em hãy ưu tiên cho mình những chỉ số này. Ví dụ như những chỉ số về sức mạnh, linh hoạt, thể chất, nhanh nhẹn. Đó, những chỉ số này ví dụ nhân vật chính chúng ta, nếu như mà anh em tuyệt học có được 2 dòng, chúng ta cố gắng kiếm 2 dòng có chỉ số cơ bản thì càng tốt anh em ạ. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có thể chất nè ha. Rồi cái quyển dưới này chúng ta sẽ có đó là thể chất và linh hoạt luôn. Wow, tuyệt vời không? Vừa được 2 dòng chỉ số cơ bản luôn, rất ngon em ạ. Bên quyển này chúng ta sẽ có nhanh nhẹn đó, rồi kết hợp tỷ lệ kích. Và bên này chúng ta sẽ có nhanh nhẹn sức mạnh luôn, quá tuyệt vời em ạ. Và giám định chúng ta cộng thêm 84 điểm nữa, ngon ghê không? Và anh em có thể xem thuộc tính tổ hợp của cái tuyệt học ở đây. Chúng ta có thể chất 509 điểm, nhanh nhẹn 642 điểm không? Sức mạnh thì nó ít hơn chút, chỉ có 291 điểm thôi. Này mình cố gắng kiếm nhanh nhẹn nhiều hơn cũng được nha anh em ơi. Linh hoạt 285 điểm. Đó là nói về cái
quyển tuyệt học. Bây giờ cái khó cho anh em đó là chúng ta vừa phải chơi mảnh để kiếm bộ, bây giờ vừa phải chơi mảnh để kiếm dòng thuộc tính nữa. Thì trong cái phiên bản Ngọa Hổ Tàng Long này á, thì chúng ta sẽ chơi ưu tiên cho mình 4 dòng thuộc tính trên những mảnh tuyệt học như sau anh em ạ. Với những môn phái nào anh em chơi về những môn phái mà thuộc dạng tăng cơ, những môn phái trâu bò, thì anh em sẽ ưu tiên cho mình những cái mảnh tuyệt học có những dòng thuộc tính. Đầu tiên đó là sinh lực. Dòng sinh lực là ưu tiên hàng đầu nha anh em ơi. Tiếp tục đến đó chính là cái dòng phản đòn cận chiến hoặc là phản đòn tầm xa. Đó là thuộc tính thứ hai. Cái thuộc tính thứ ba đó chính là cái dòng là hồi phục sinh lực. Đó là dòng thuộc tính thứ ba. Và cái dòng thuộc tính thứ tư anh em cần ưu tiên đó chính là cái dòng sát thương thuộc tính. Đó là 4 loại thuộc tính mà mình khuyến khích anh em chơi trên những mảnh tuyệt học. Mình lấy ví dụ như hiện tại nhân vật này á, thì mình chỉ mượn tạm nhân vật này để mình làm demo cho anh em thôi nha. Do đó nhân vật này hiện tại build thì sẽ khác mình một chút. Mình sẽ chỉ cho anh em những chỗ mình có thể thay thế. Ví dụ như cái mảnh ở đây, đây là cái mảnh chúng ta không cần thuộc bộ đúng không? Anh em thấy nhân vật này gắn đại vô lấy chỉ số kháng chón, kháng bị thương hoặc là kháng tê liệt, hoặc là có thể anh nhân vật này đã cố tình gắn vô. Thì thay vì nếu như là mình thì mình sẽ chọn một cái mảnh khác, mà cái mảnh này nó sẽ có những chỉ số ví dụ như ưu tiên hàng đầu của mình. Đó là gì? Mình nói lại như ưu tiên hàng đầu của mình không phải sinh lực mà là ưu tiên hàng đầu của mình đó là phản đòn cận chiến hoặc là phản đòn cận xa tầm xa. Mà là phản đòn điểm nha anh em ơi. Đây là chỉ số nó rất mạnh trong cái phiên bản này luôn. Và anh em thấy là cái phản đòn này nó sẽ khắc chế lại với những cái chỉ số hút sinh lực điểm mà các môn phái hiện tại đang có. Mà anh em thấy là ở phiên bản phía trước cái con võ đan thức tỉnh nó chỉ có được thêm một số hút sinh lực điểm thôi, nó bá đạo cỡ nào. Thì bây giờ chúng ta phải dùng cái phản đòn để khắc chế lại với cái thuộc tính này. Rồi mình sẽ kiểm tra những mảnh này anh em thấy nè. Trong cái mảnh này sẽ có phần phản đòn tầm xa và có cả hồi phục sinh lực nữa nè. Và cái cấp giám định ra anh em thấy không? Nó cộng thêm một số chỉ số đây nữa, quá tuyệt vời không? Và khi mà anh em gắn cái này lên và chúng ta cộng thêm với cái phần trăm vốn có này nữa, thì chỉ số này nó lại được búp lên một chỉ số khá nhiều nữa anh em ạ. Đó, để mình kiểm tra xem nhân vật này sẽ có những gì đây. Sinh lực nữa nè anh em. Ủa sinh lực bên này là 4.500, bên đây giám định ra 2.000 mấy nữa. Quá nhiều ha. Rồi nếu mà anh em kiếm được một cái mảnh 3 dòng mà nó vừa có phản đòn cận chiến, vừa có phản đòn tầm xa thì nó lại tuyệt vời hơn. Hoặc là vừa có phản đòn vừa có sinh lực thì nó sẽ tuyệt vời hơn nữa anh em ạ. Ở đây chúng ta để coi có gì đây. Đây có phản đòn cận chiến. Mảnh này thì mình không có gì cả ha. Mảnh này mình không có gì cả để lấy. Mảnh này thì chỉ có là cái hồi phục sinh lực thôi. Rồi mảnh này không có luôn anh em ơi. Mảnh này cũng không. Mảnh này thì chúng ta có phản đòn tầm xa. Đây mảnh này vừa có phản đòn cận chiến vừa có phản đòn tầm xa luôn nữa nè. Ồ đã ghê không? Cái ạc này phê cực kỳ anh em ơi. Đó là anh em gắn về cho những cái mảnh mà không cần thuộc tính bộ đây ha. Và nhớ là ví dụ anh em ép thuộc tính nào, ví dụ mình muốn ưu tiên về thuộc tính phản đòn cận chiến, phản đòn tầm xa, thì anh em gắn những cái mảnh đó vào những cái vị trí mà được cộng phần trăm ở đây, thì những chỉ số đó sẽ được búp lên cho anh em rất là nhiều nha. Ví dụ đây được cộng tới 80%, quả đã không? Anh em thấy không? Sát thuộc tính tự nhiên 220 lâm cộng lên tới 202, đã cực kỳ. Rồi đây nữa anh em ạ, đó. Hoặc là anh em có thể gắn những cái mảnh sang những vị trí bên ngoài này. Anh em có thể tìm những cái vị trí trong này mà có cái thuộc tính anh em cần búp á. Anh em chuyển cái vị trí từ đây sang đây thì chúng ta sẽ được cộng lên 10%. Đó anh em hiểu được cái quy tắc trong cái phần tuyệt học này để chúng ta thay thế. Rồi ví dụ như trường hợp mà anh em đã có quá nhiều mảnh ở đây và chúng ta có những cái kỹ, thì chúng ta sẽ tìm kiếm và thay thế. Ví dụ như hiện tại đây mình kiểm tra những cái mảnh màu vàng, thì mình có một cái mảnh có kỹ đó là phi hồng ấn tiết. Thì cái kỹ này thì nó cũng không có gì đặc biệt, để mình coi có cái kỹ nào khác nó đặc biệt hơn không nha. Ví dụ như cái này đi ha. Rồi không có nào luôn anh em. Đây ví dụ như cái mảnh hiếm này nè. Mảnh này có phản đòn tầm xa mà mình lại muốn ưu tiên dòng này, thì mình tìm trong cái bộ. Cái bộ này đó anh em thấy không, mình sẽ tìm kiếm những cái mảnh khác để mình thay thế vào cái thuộc tính này. Đó là mình sẽ lấy cái phản đòn tầm xa đây mình gắn vô. Cái này thì mình sẽ không đổi nha anh em ơi, tại vì đây là của người ta, mình không có làm bừa được nha anh em. Mình chỉ làm demo cho anh em để chúng ta lựa chọn những dòng thuộc tính thôi. Nói chung là khi anh em build nhân vật của mình với những môn phái nào mà cần độ trâu, những môn phái nào mà đánh cù nhây á, thì chúng ta sẽ ép cho mình về cái sinh lực là một, phản đòn cận chiến, phản đòn tầm xa, hai thuộc tính này bắt buộc phải ép lên càng cao càng tốt. Tiếp tục đến là sinh lực. Và cái thứ ba đó là cái hồi phục sinh lực điểm. Hồi phục sinh lực điểm rất quan trọng nha anh em ơi. Ở đây thì nhân vật của mình không có chơi hồi phục sinh lực điểm luôn, nên cái bản thuộc tính này anh em sẽ không thấy được cái hiệu quả của thuộc tính này.
Và tại sao mình lại khuyến khích anh em chơi 4 dòng này thì bây giờ có lẽ là mình sẽ soi một số nhân vật ở bên server Trung Quốc, họ đang chơi cái này và mình cảm giác là họ chơi rất hiệu quả anh em ạ. Do đó mình sẽ cho anh em xem những thuộc tính này ở bên server Trung Quốc nó sẽ như thế nào. Mình đang có mặt tại server Trung Quốc và bây giờ mình sẽ cho anh em xem các top lực chiến ở bên này sẽ chơi các thuộc tính trên tuyệt học như thế nào. Có lẽ mình sẽ soi cái nhân vật top 1 này trước. Đây là cái giao diện mới để xem thông tin nhân vật vừa được cập nhật vào ngày 24 tháng 4 nha anh em ơi. Và bên cạnh cập nhật cái này chúng ta sẽ có những cái cập nhật khác mà mình đã có ra cái video để giới thiệu cho anh em những cái nội dung cập nhật này rồi. Thì bây giờ mình sẽ xem về phần tuyệt học. Anh em thấy là nhân vật này chơi tuyệt học đó là chúng ta thể chất, nhanh nhẹn, sức mạnh, linh hoạt đây. Ép sức mạnh lên rất nhiều. Ở đây là chỉ số sinh lực anh em ạ. Sinh lực đó là 17.000 điểm, như vậy cũng không quá cao ha. Đây là hồi phục sinh lực chỉ có 5.700 thôi. Và anh em thấy là chỉ số sát thương thuộc tính ở đây rất thấp, chỉ có khoảng 809 thôi. Nhân vật này chúng ta không ưu tiên vào những chỉ số này, nhưng mà anh em kéo xuống dưới đây thì chúng ta lại thấy đây là cái chỉ số phản đòn cận chiến lên đến 20.000 điểm và phản đòn tầm xa lên tới 8.400. Quá nhiều không anh em ạ? Phải gọi là quá nhiều và phải nói là bên này tập trung vào hai chỉ số này rất nhiều nha. Đây là nhân vật top 1 thì anh em có thể thấy tùy thuộc vào cái server anh em chơi, những môn phái cận chiến nhiều hay là tầm xa nhiều mà anh em ép về chỉ số phản đòn cận chiến hoặc là phản đòn tầm xa nha. Ví dụ như bên đây họ thấy có võ đan nhiều. Võ đan nhiều anh em ạ, những môn phái cận chiến như vạn hoa cũng rất nhiều nữa. Do đó chúng ta sẽ ép những chỉ số vừa cả có cả phản đòn cận chiến và vừa có cả phản đòn tầm xa. Mình sẽ soi tiếp nhân vật top 2 này cho anh em xem. Đây là nhân vật top 2 hiện tại đang chơi môn phái Nga Mi thức tỉnh, và tuyệt học của nhân vật này thì chúng ta sẽ thấy là gì? Chỉ số đó là thể chất thì khá là thấp, nhưng mà về nhanh nhẹn, sức mạnh và linh hoạt thì rất là đều nhau. Sinh lực thì lên tới đó là 23.850 điểm. Rồi đây là cái hồi phục sinh lực thì chúng ta sẽ có 1.980 điểm. Nói chung là không ép về hồi phục sinh lực luôn em ạ. Ở dưới này thì chúng ta thấy là chỉ số phản đòn cận chiến và tầm xa khá là đồng đều với nhau. Phản đòn cận chiến là 11.408 điểm và phản đòn tầm xa là 17.544 điểm anh em thấy không? Đó là phải ưu tiên vào hai chỉ số này hàng đầu anh em ơi. Tiếp tục mình sẽ soi nhân vật top 3 cho anh em xem luôn. Đây là nhân vật top 3. Chúng ta sẽ có những chỉ số trên này ép thuần về sức mạnh luôn nè anh em thấy không? Sức mạnh lên tới 581 điểm, còn chỉ số còn lại khá thấp. Ví dụ nhanh nhẹn là 313, linh hoạt là 123, ở đây thể chất cũng là 123 anh em ơi. Chỉ số sinh lực là 4.800 nhưng mà hồi phục sinh lực thì lên tới 12.000 lận. Đó, nói chung thì cũng tùy, nhưng mà anh em thấy một cái đặc điểm là cái chỉ số đó là phản đòn cận chiến 10.000 điểm và phản đòn tầm xa là 7.800. Rồi đây là nhân vật top 4, mình xem coi họ có build như vậy luôn hay không nha. Mình sẽ soi chỉ số này thôi. Phản đòn cận chiến 9.400, phản đòn tầm xa là 14.000 điểm. Đó anh em thấy không? Sinh lực là 22.000, hồi phục sinh lực chỉ có 5.000 thôi. Và anh em thấy những cái chỉ số về sát thương thuộc tính ở đây không có quá nhiều. Quan trọng là ép hai chỉ số này tùy theo, nói chung là những bảnh tuyệt học để kiếm được những chỉ số này thì cũng là một cái chuyện đó gì đó nó rất là khó khăn và tốn kém cho anh em. Nhưng mà anh em thấy là cái việc chơi về chỉ số phản đòn cận chiến và phản đòn tầm xa điểm này đang được ưa chuộng là cái mod luôn. Và chắc chắn khi mà họ trở thành một cái trào lưu như vậy thì chỉ số này rất là quan trọng và rất là mạnh mẽ cho những nhân vật của họ. Đây là nhân vật top 5, anh em thấy là chỉ số phản đòn cận chiến 9.700, chỉ số phản đòn tầm xa là 10.000. Hiện tại bên Việt Nam thì của mình thì cái số lượng người chơi để ép về những chỉ số này rất ít nha anh em ơi. Do đó mình muốn làm cái video này để chia sẻ đến cho anh em. Đây là nhân vật top 6. Top 6 mình sẽ xem tuyệt học. Anh em thấy nhân vật top 6 chúng ta được 6.600 và 5.700 ở đây. Ở trên này chúng ta sẽ có chỉ số nó thấp hơn so với nhân vật top đầu anh em ạ. Có lẽ nhân vật này cũng đầu tư hơi bị ít về tuyệt học ha, không có quá nhiều. Nhân vật top 7, đây chúng ta có nhân vật top 7 thần thoại hay sao, chắc có lẽ sẽ đầu tư nhiều về cái này. Anh em thấy chúng ta có sức mạnh 531 nè ha, rồi nhanh nhẹn là 368 đó. Sinh lực 24.750 điểm, hồi phục sinh lực 8.600. Và đây là những chỉ số phản đòn cận chiến là 9.900 và phản đòn tầm xa là 4.000. Như vậy anh em thấy khủng nhất hiện tại đó là thuộc về nhân vật top 1 với chỉ số phản đòn cận chiến lên tới 20.000 điểm bên này lận. Và những nhân vật tiếp theo thì có lẽ họ chưa build thuần về những chỉ số này, do phần nói chung là tuyệt học cũng là cái gì đó chơi khá là tốn kém với mọi người. Rồi, đó là những gì mình muốn chia sẻ cho anh em trong video này, chủ yếu là muốn chúng ta biết được hiệu quả của những dòng thuộc tính trên mảnh tuyệt học trong cái phiên bản Hỏa Hổ Tàng Long, một cái phiên bản mà những cái chỉ số như là hút sinh lực điểm,
phản đòn cận chiến điểm và phản đòn tầm xa điểm là những chỉ số rất là quan trọng cho cái nhân vật của mình. Do đó anh em hãy tập trung build vào những chỉ số này cho mình khi chúng ta chơi những cái mảnh tuyệt học nha anh em ơi. Như vậy là video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Và nếu như anh em xem cái video này mà chúng ta cảm thấy nó hữu ích thì hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại em ở những video sau.